đầu đây là số nhà 72, 72A. Và ngày xưa cũng là sở giao thông luôn đó. Thành ra mới đặt tên là hẻm hẻm công lộ. Và ở đây có phở Hải Vân. Bữa chúng ta có đi vô cái hẻm này nè, hẻm khám phá cái hẻm nhỏ nhỏ này, có vô nhà của chú anh chị nè. Mình nhìn lại cái hẻm, cái nhà xưa nè, nhà gỗ. Chú anh chị cũng thân quen với cái cơ sở này, nếu mà các anh chị đã từng ở khu vực này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là sở Cứu Quả, và kế bên đó là con hẻm 258, một con hẻm rất là thân quen của cô chú anh chị, đã có một thời gian gắn bó. Và kế bên đó có một hãng xe, ngày nay đó là hãng xe Samco. Hãng xe này cũng có rất là lâu rồi, và liên tục đổi tên. Và kế bên thì có hãng xe Lucid. Và ngày hôm nay em rất vui khi được thực hiện video này, và em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi về một con hẻm, và chúng ta sẽ dạo quanh cái khu vực cầu kho này, thông nhân một chuyến rảnh rỗi, một buổi trưa rảnh rỗi, buổi trưa mát mẻ, không nắng không mưa, và chúng ta cùng lang thang trong khu vực cầu kho để gửi cô chú anh chị những cái hình ảnh của quê nhà. Và đây cũng là lời yêu cầu của rất nhiều cô chú anh chị. Thì hôm nay em lần lượt đi đến cung đường này, và hôm nay mời bà con mình cùng đi đến con hẻm 72 Phát Diệm. Ngày xưa cũng là đại 72 Trần Đình Xu ngày nay. Và chúng ta sẽ vô hẻm đó nhìn lại căn nhà số 2, số 6, số 8, 72/6, 72/6, 72/2. Và trước mặt chúng ta đó là nhà hàng Đen năm xưa. Và ngày hôm nay nhà hàng này bỏ không rồi. Nhà hàng hải sản, hải sản san hô. Và bên đây là hẻm số 3, và bên đây là hẻm số 4 ngày xưa nè, cũng là hẻm 391 ngày nay, hẻm ốc. Mà bây giờ ốc thì cũng đã ít rồi. Và chúng ta sẽ lang thang ở cung đường Trần Hưng Đạo này, và mình sẽ đi quẹo vào cái hẻm hẻm Cứu Quả, không, hẻm công lộ. Hẻm Cứu Quả là hẻm 258, rồi hẻm công lộ là hẻm 345. Và đối với cung đường này chắc có lẽ của chú anh chị rất là thân quen rồi. Và trưa nay chúng ta có dịp mình cùng nhìn ngắm lại thôi ha. Và con đường Trần Hưng Đạo này đi bộ rất là thoải mái, rất là sướng, rộng rãi. Mà ở đây có nhà sách Xuân Thu nè, nhà sách bán ngày xưa là chuyên bán sách tiếng Anh. Và trưa nay trời rất là mát. Lúc nãy thấy nắng quá, tưởng đâu là nắng quá không có đi được. Bây giờ tia UV Sài Gòn rất là cao, nên thành thử thấy mát mát. Mời bà con mình cùng đi dạo ha. Nắng quá mà nhìn những hình ảnh chói chang quá cũng khó chịu. Dịu dịu thôi. Bánh mì Sài Gòn. Sài Gòn nổi tiếng bánh mì. Mà bây giờ bánh mì ở Sài Gòn thì không như ngày xưa nữa. Ngày xưa mỗi khi ai đi Sài Gòn về là sẽ có bánh mì Sài Gòn. Và bây giờ bánh mì Sài Gòn cũng bình thường rồi. Ở đâu cũng có. Chúng ta nhìn bên trái đó là ngôi trường thân quen của chúng ta, trường Cầu Kho, và ngày nay đó là trường Trần Hưng Đạo. Và kế bên thì có
hẻm hồ bơi, phòng cháy chữa cháy, nhưng mà bây giờ không còn nữa hả? Không thấy đường vô như ngày xưa. Không biết bây giờ cái hồ bơi đó còn hay không nữa, sau khi sở cứu hỏa xây lại. Và chúng ta đây, đó là hẻm Công Lộ. Mình vô hẻm 345, và đối diện chúng ta đó là cái sở giao thông. Và ngày xưa cũng là sở giao thông luôn đó, thành ra mới đặt tên là hẻm hẻm Công Lộ. Và ở đây có phở Hải Vân, và đối diện quán phở có một cái nhà cho thuê apartment room for rent 345. Và đi vô hẻm này chúng ta sẽ đi ra cái hẻm số 55 ha, rồi ra đường Trần Đình Xu luôn. Thay vì đi đường lớn thì em đi đường nhỏ, đi lòng vòng để bà con mình có thể nhìn thấy những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa thông qua những hình ảnh của ngày nay. Chúng ta thấy đây, nhà này rất là xưa rồi nè, gác gỗ, vách cây. Và hôm bữa chúng ta có đi vô cái hẻm này nè, hẻm khám phá cái hẻm nhỏ nhỏ này, có vô nhà của cô chú anh chị nè. Mình nhìn lại cái hẻm, cái nhà xưa nè, nhà gỗ. Cái nhà này là phòng nước trời, có lẽ là nơi sinh hoạt của cộng đồng đạo Hồi á. Đối với cô chú anh chị không mình thì ngày xưa ở đây có một cái nhà in, có lẽ là bây giờ là tòa soạn báo Thanh Niên á, nhà in báo Thanh Niên. Đây là 345 xuyệt 3, hẻm nhỏ nhỏ. Có lẽ đây là cái nhà in năm xưa chăng. Bên cánh phải chúng ta đây, rồi mình đi thẳng ở kia là hẻm số 35 Trần Đình Xu. Và chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái để đi qua cái hẻm 55 để mình ra cái hẻm 72. Nhìn lại nhà in nè, chắc lẽ cô chú anh chị cũng thân quen với cái cơ sở này nếu mà các anh chị đã từng ở khu vực này. Và ngày nay là tòa soạn báo Thanh Niên, nhà in báo Thanh Niên. Và có con đường cái hẻm này và rất là nhiều nhà mới đã xây lên. Ôi, nắng lên rồi. Mà nắng vậy cũng được, nắng vậy hình ảnh nó cũng rõ rồi. Nắng quá thì chói chang. Không biết ngày xưa thì như thế nào, nhưng mà ngày nay thì hẻm này nhà rất là đẹp, nhà rất là có giá luôn. Đây, 55 xuyệt 17 nè, 15 nè, 11. Đặc biệt con hẻm này có một cái cây rất là lớn nè, cây sứ. Cây này trồng chắc cũng phải mấy chục năm. Và con hẻm này cũng là nhà của chú Triệu luôn nè. Nhìn lại những cái nhà xưa nè. Nhà này có cây trứng cá rất là mát.
cái nhà rất là lớn. Mình không biết ngày xưa là nhà hay là cơ quan gì. Rồi, và chúng ta thông ra đây là đường Trần Đình Xu, và chúng ta sẽ đi kiếm cái hẻm 72. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đến đường Trần Hưng Đạo, trường Cầu Kho nè. Và bên phải thì có hẻm 84. Và mình nhìn theo bên cánh phải ha, phía bên phải thì có số 72 Bít nè. Nhà bán sữa, bán nước mía, bán trái cây này là 72 nè. Bán sinh tố nè, 72 Bít. Rồi đây có cái service của xe Ford nè. Chúng ta zoom vào bên đây ha. Bên đây là 72A nè. Không biết cái hình ảnh này của chú anh chị có ấn tượng gì không ha. Để mình thấy, em quay chậm để mình thấy những hình ảnh của ngày xưa nó rõ hơn. Tại vì bây giờ nhà thay đổi hết rồi. Và đối diện cái hẻm là trung tâm sách Pha Sa Nguyễn Huệ nè. Và hôm nay là do buổi trưa nên người ta đóng cửa nghỉ trưa nè. Ở đây có hàng cây điệp rất là mát. Rồi chúng ta cùng đi vào con hẻm này ha, để xem có đúng như vậy không. Nếu không đúng, cô chú anh chị cho em xin cái comment nha. Và đầu hẻm mình thấy có cái nhà rất là lớn, rất là đẹp, nhà kiểu biệt thự đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ qua đường. Không biết cái hẻm này có là hẻm cùng hay không. Lều vô luôn. Đầu đây là số nhà 72, 72A, 72 xuyệt 6. Có lẽ là đây. Xuyệt 2, xuyệt 6. 72 xuyệt 6 nè. Rồi 72 xuyệt 10, 72 xuyệt 8. Đó, cái cụm này rồi, mình khỏi đi đâu luôn. Cụm này bây giờ nhà mới hết rồi. Rồi mình sẽ đi 72 xuyệt 2 đây luôn nè. Đây là phía sau nhà 72. Chắc này cũng cùng quá. Không, có hẻm thông ra. Thông qua số hình ảnh này, không biết cô chú anh chị có nhìn ra được cái khung cảnh ngày xưa hay không. Và đây có con hẻm. Và có lẽ hẻm này thông ra Quỳnh Quang Tiên luôn nè. 72 xuyệt 32. Trần Đình Xu ngày nay, Hồ Hảo Hấn ngày nay đó. Rồi chúng ta sẽ đi ra lại đường Phát Diệm ha, Trần Đình Xu. Này là cái vách của cái nhà thiệt lớn nè. Một cụm nhà 72 xuyệt 6 xuyệt 8 xuyệt 2 nằm chung với nhau. Khu 72 này nhiều quá. Rồi chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa ha. Rồi sẽ tạm biệt các anh chị và các bạn. Đó, nhà 72 xuyệt 2 là nhà cao thì cao nè. Ổ xuyệt 6 chứ. Đó, nhà cao thì cao. Rồi cái bên xuyệt 8 rồi xuyệt 2.
mình quay ra lại cái đường Trần Đình Xu rồi. Một số hình ảnh về khu vực địa chỉ số 72 gửi anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua hình ảnh này các chị có thể khơi gợi một số ký ức về ngày xưa khi còn ở Sài Gòn. Và em rất vui khi thực hiện video này. Thông qua đây em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye các anh chị và các bạn.